Thì hôm nay trước mặt mình đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt màu trắng. Thì trong khuôn khổ video clip này thì mình xin thiệu đến các bạn chính sách về giá bán, tình trạng xe và review tổng quan về chiếc Accent này. Thì hiện tại về bản đặc biệt của Accent thì Hyundai Bắc Ninh mình có màu trắng và màu đỏ sẵn xe, màu đen nữa, cho nên là các bạn không phải lo về vấn đề là không có hàng. Và thời điểm này đang trong gọi là cuối tháng 7 âm thì chính sách giá xe đang tốt nhất năm, cho các bạn có thể lựa chọn được chiếc xe giá tốt khi mà đặt cọc và làm hợp đồng. Thì mình vào tiền, các bạn có thể lấy xe trong tháng 8 âm, chọn ngày đẹp thì mình có thể mang chiếc xe về nhà. Về chính sách trong thời gian tới, sang tháng 9 và tháng 10 âm thì có thể là giá sẽ không được tốt như thời điểm này nữa. Tại vì là thời điểm đó thị trường ô tô đã ấm lên và tâm lý người dùng sẽ có xu hướng mua xe nhiều vào thời điểm cuối năm. Ok, các bạn quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với cả số điện thoại mình để trên màn hình và đăng ký kênh và like video và comment để mình có thể giải đáp những thắc mắc và nhận thêm những thông báo video hữu ích trong thời gian tới về xe ô tô của channel Hùng Xe Hơi. Thì đến với phần review thì mình xin giới thiệu đến phần kích thước tổng thể thì chiếc xe dài là 4m40, rộng là 1m729 và cao là 1m470. Thì chiếc xe được trang bị chiều dài và chiều rộng hơn hẳn Toyota Vios. Cùng đến với phần đầu xe thì mặt ga lăng xe được mạ chrome khói sáng bóng, tạo cảm giác sang trọng, và cản trước cũng vậy, cũng là chrome khói. Phần cụm đèn trước thì chiếc xe được trang bị cụm đèn pha cốt là halogen, cho kiểu chiếu projector chùm sáng hội tụ rõ nét. Và đặc biệt trên Accent bản số sàn bằng đủ bản tự động thì được trang bị hệ thống đèn chiếu góc, đó là công nghệ đèn vượt trội so với chiếc xe cùng phân khúc sedan hạng B khác. Thì chiếc đèn này thì khi mà các bạn vào cua ấy, thì nó sẽ được bật sáng và cua gấp sẽ sáng lên cho các bạn có cái tầm nhìn vào cua rất là tốt. Rồi, phần nắp capo thì được trang bị nắp capo với những đường gân dập nổi khỏe khoắn, kèm những đường nét bo góc cạnh tạo chiếc xe có cái nhìn thể thao hơn. Phần la răng của bản đặc biệt này thì được trang bị la răng kích thước với 16 inch, lớn hơn các phiên bản trước, các phiên bản khác là 1 inch. Với la răng được sơn tĩnh điện màu đen, gọi là màu xám đi, thì tạo cho chiếc xe vẻ hầm hố và thể thao hơn rất là nhiều. Để phần gương trợ ngoài thì chiếc xe được tích hợp xi nhan, tích hợp trên gương này, kèm công nghệ gập gương điện chỉnh điện. Phần tay nắm cửa mạ chrome cho cảm giác sang trọng và thời trang. Rồi, đến với phần đuôi xe thì chiếc xe được trang bị cụm đèn hậu dạng LED, kèm 4 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi. Và phần dưới này cũng được trang bị cản sau với những thanh chrome dài, tạo cảm giác sang trọng. Đến với phần cốp xe thì với chiều dài tốt và kích thước tốt cho nên chiếc xe được trang bị với chiếc cốp rất là rộng rãi, tạo cho các bạn có những chuyến hành trình để được nhiều đồ đạc và hữu ích hơn khi mà chúng ta đi đường dài. Về phần động cơ của xe thì xe được trang bị động cơ cáp 3 dung tích 1.4 lít với công suất cực đại là 100 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng trên phút, và moment xoắn cực đại là 132 Nm ở giải vòng tua là 4.000 vòng trên phút. Với dung tích bình nhiên liệu lớn là 45 lít thì
các bạn hoàn toàn yên tâm cho những chuyến hành trình dài của mình. Với hộp số trên bản số sàn là 6 cấp và bản số tự động cũng là 6 cấp dạng bánh răng, cho nên là chuyển động hộp số êm ái, chuyển số mượt mà và cũng vận hành khỏe khoắn hơn với hộp số là bánh răng. Hệ thống treo của xe thì là treo trước MacPherson và treo sau là thanh cân bằng. MacPherson treo trước là treo độc lập, cảm giác êm ái, và thanh cân bằng là treo phụ thuộc thì cho cảm giác vững chãi. Với phanh trước sau tổng thể đều là 4 phanh đĩa thì hoàn toàn vượt trội so với cả Honda City. Rồi,